và chúng ta thử cân tổng trọng lượng của chiếc đồng hồ này là bao nhiêu. Và chiếc đồng hồ này là làm theo một cái size rất là to, size tay đeo rất to, tới 25 mắt, bình thường thì tầm cỡ 22, 23 mắt thôi, nhưng mà Kỳ Lân làm full luôn là 25 mắt. Tổng trọng lượng của chiếc đồng hồ này là 155,5 gram, bao gồm phần vàng là chính, phần máy và kim cương. Và mình cân thử tổng trọng lượng của chiếc đồng hồ này là bao nhiêu chỉ, bao nhiêu lượng chứ không phải là bao nhiêu chỉ, sorry, bởi vì rất là nặng, hơn 4 lượng mốt. Tổng trọng lượng của chiếc đồng hồ này là hơn 4 lượng mốt, chính xác là 4 lượng 1445. Bình thường thì một chiếc đồng hồ như thế này đối với size tay của người châu Á mình thì tầm cỡ 23 mắt, 22, 23 mắt. Nhưng mà cái này tới 25 mắt là cho một size của người Tây rất là to,